mệt lắm, con mệt mỏi lắm mẹ à. Con ghét cái cảnh đơn phương bây giờ, xung quanh toàn là người lạ. Cuộc sống sinh viên thật khổ cực, tất cả mọi thứ phải tự lo. Sống xa nhà phải tự chăm sóc bản thân, những điều này rất khó. Trời ơi, mày làm gì mày lục một đống giấy tờ lum chân vậy Cám? Trời ơi chị ơi, thế ra nó lãnh được tháng lương đầu tiên, nó kêu em tạo tài khoản ngân hàng đi, rồi nó gửi tiền về cho em mua đồ xài. Mà giờ cái giấy tờ lum này sao mà biết điền ở đâu, viết ở đâu? Giờ tao đăng ký tài khoản ngân hàng trên điện thoại được luôn rồi, mày làm chi mất công mệt vậy? Hả? Trời ơi, chị mới tải app TP Bank nè, đăng ký tài khoản ngay trên đó luôn. Đăng ký nó có 5 giây mà mình xài được tài khoản liền ngay luôn. Nhanh tiện hết, chắc không chịu đâu. Đâu để em làm thử coi coi. Ý ơi, trời ơi, có tạo được nè con. Trời ơi, tao thấy ở đằng shop kia đó tới cái series đẹp lắm rồi, mua nhé. Em nhà này thương yêu nhau ghê. Ấy, má kêu con gì mà hôm qua mày cúp học gì kia đấy không? Tao biết đấy mày. Đâu có đâu, có đi học đàng hoàng mà. Tiền, hôm qua mày có cúp học đi kia đấy đâu? Con có bao che gì trơn á. What? Nhưng mà má ơi, nó học đàng hoàng á. Thấy chưa, má thấy chưa? Đổ qua người ta không à. Tao mà biết hai chị em mày giấu giếp thì tao là no nghe mày. Một lần nghe mày mà bỏ học nên ra ra đó cái coi luôn. Ê, hôm qua mày không thuộc bài phải không? Đâu có má, con học 90 không má, không tin nó hỏi nghĩ đi. Ăn nguyên cái hồng vịt. Con chị mày có ăn cái hồng vịt không mày? Dạ. Đúng rồi đó má. Chị em mà nó đối xử với tao như vậy đó, nó cướp thì cùng hưởng, có quả tự chịu, ra rảnh đâu chịu giùm. Đây là tôi khi đi mua đồ. Ý ơi, má kêu con có gì không? Tao đưa tiền nè, đi mua tao chai nước mắm về kho cá coi. Hết nước mắm rồi. Thôi trưa nắng chết đâu, mua cái chai nước mắm cũng đi mua làm biến chết nó rồi. Mày bướng cái là ăn cây liền, bây giờ mày tin không hả? Hả mày? Còn cái trái, đi lên đây, tiền nè. Không mua má này nè. Xong rồi thì mày đem vô cấp đi, mà đưa lên tao lại 2.000, như 2.000 mày. Trời ơi, có 2.000 cũng đòi lại nữa. Phải nhiều sao? Nước mắm nó lên, nó lẽ còn chưa tới 3.000 nữa cho mày biết. Trời ơi, tao bực mình lắm nghe, đưa lại 2.000 lên. Còn đây là mẹ tôi khi đi mua đồ. Má chạy về rồi hả? Tôi đi chạy về rồi nè. Trời ơi, mệt muốn chết luôn nè, trưa nắng đi bể cái đầu vậy. Tao mua được 5 chai nước mắm nè, trời ơi để xài. Mà chưa đủ mặn hay gì mà mua dữ vậy má? Mua chi 5 chai xài chừng nào mới hết. Tao để anh từ xài cũng hết. Mua 1 chai được cái chén. Mình mua 5 chai thì được 5 cái chén. Đỡ không? Biết không biết tính toán gì chân, lớp già nào biết tính toán gì chân, tức gì nó mới lời. Mua ơi là mua vậy. Câu chuyện hàng ngày. Má ơi, sao học dài mà mắt con cứ sốn gì khó chịu quá à. Cái gì nữa trời, bấm điện thoại đó tới dài suốt đêm bấm 12 tiếng hộp bấm thổi 10 tiếng suốt đời cứ bấm không lo làm gì hết trơn à. Đó rồi đó, tiếng vợ biết kiếm cơm kiếm nước đồ ăn rồi đó, mỗi ngày bấm điện thoại không giờ kiếm nó bụng hả mày? Tưởng mày bao tưởng gì chứ phải bao tưởng người, bấm điện thoại suốt ngày suốt kiếp rồi không lo làm gì hết trơn. Giận gì ai giận thì lo, trời ơi tao đúng không, không giận thì bay. Trời ơi chuyện nước tùm lum không lo gì hết, đồ đạc không giặt nó bấm điện thoại suốt ngày suốt đêm, ai rảnh nó giận thôi. Như con bị bệnh rồi má ơi. Xài tối ngày bấm điện thoại không bệnh thật gì, bị bệnh thì giống cái điện thoại đó, tối ngày nằm bấm điện thoại không có gì bệnh, đúng rồi đâu có ra hoạt động phụ giúp cha mẹ gì, hở nó ôm cái điện thoại hở lên điện thoại không làm gì trơn. Nè đi học bài mày, tao đi bằng lúa à, chiều mới về à, đừng có lo bấm điện thoại đi. Sao? Hỏi nó bấm điện thoại sọt tay nó bấm điện thoại, suốt ngày bấm sọt làm ăn được gì trơn, phụ giúp được gì trơn. Mỗi khi bị mụn. Trời ơi Cám, lâu ngày không gặp lại. Cái mặt sao mụn dữ vậy? Sáu bên ngang cái sông phải không? Bởi vì cái nết bà rớt cái sông trôi đâu mất tiêu trơn rồi. Vô duyên mà tưởng mình hề. Cám, tao nói dạo này ăn ở tích lít lắm hả gì? Mà mặt mụn không vậy? Trời ơi, em không ngờ con người của chị đã xấu mà còn vô duyên nữa. Ta làm gì kể người ta đi, ăn cơm nhà là chuyện người ta. Hổm từ giỏi lắm nay. Thấy giỏi sầu riêng rồi đó, thất nghiệp lắm nè. Gái à, gái bữa nào cũng bị nó cười ỉa. Khi hết mụn. Trời đất ơi chú cha ơi, mấy bữa không gặp mà cái mặt lết o nó rồi, không còn một mụn nữa cả. Thôi đi mẹ à, mẹ ơi mẹ đừng có khen giùm con, mẹ nói chữ hên giùm cái đi. Hên gì? Trời ơi qua què qua lá hẹ, tao thấy mặt mẹ không cái bụng gì tao khen mặt mày không có bụng thôi, mà hôm nay thấy da đẹp đó, không có một bụng nào luôn. Trời ơi, mỗi lần có ai khen da đẹp da hết bụng này rồi, y rằng là bữa sau không nổi lại à. Bất sao nó hơn những cái không được hết trời. Trời ơi, ở đâu tin mấy cái chuyện dân gian đột rác mày ơi. Thời đại cũng chắc không rồi, mệt. À, chán sao đó cái thôi thôi cô im đi. Tôi không muốn nghe bất cứ cái gì mà cô nói nữa đâu. Thấy mà tôi bắt à, bắt muốn rớt nước mắt luôn á. Mỗi khi trời chuyển mưa. Mưa hả? Mưa tưởng. Mưa tới luôn. Ngắn muốn bể cái đầu vậy. Trời ơi, làm cho dữ, chuyện cho ghê. Có biết mưa nào đâu. Dài vô. Chết rồi. Ý dụ. 1 hour later. Buồn nào hơn đêm nay, buồn nào hơn đêm nay, buồn nào hơn đêm nay, khi ngoài kia bão tố đầy trời. Gọi gọi vô ngồi chuẩn bị đàng hoàng nghe đó chứ à. Nhà đâu mà gần 2 giờ khuya 1 9 bài. Ê, con quỷ nhiều chuyện không, tao đóng cửa thả chó tin không? Chứ thì mà còn nhây nữa. Bão nha, đừng đắt hết. Ắt nè. Bỏ heo nó đi, trời ơi, ba không đem bên đây nè, bỏ heo ra, bỏ heo ra. Mày đánh tiếng gì? Bài tả tàn cốc ở mấy game, mày dụ mày đó. Lần cuối lần đến tàu thì đã luôn cho mà câu ôi, đôi, tới. Tới. Heo, tới. Trời ơi, tao vui tưởng chứ. Tao không tha mày mới chịu, phải không con quỷ kia. Nét, bắt nét, đến đây. Bữa nay tao không quýnh mày là tao làm con của mày. Mày mà không ngồi yên đó một hồi là biết tay tao. Khi chị gái bóng đêm nhất quyết không buông tha gia đình bạn. 2 giờ sáng anh gọi em không nhấc máy. Ở đây là quên nhảy tiếng mày đó nha. Chị là ma đó, kêu sợ chị luôn, không sợ miếng nào luôn. Bà nhát hoài với ai mà sợ nữa. Thôi thôi, tránh cho tôi bị vệ sinh nè. Chị nó coi tổn thương dễ sợ. Con bảo nghiệp là ma luôn vợ. Tiếp theo là phía bạn. Cho hỏi là mấy giờ rồi vậy ca? Khoan, đợi tao một xíu. Hiểu cô, tôi làm ăn xong chụp hình tôi biết tôi đẹp không ơi. Mày có bị ảo tưởng sức mạnh không, mày xấu như quỷ gì vậy, ai thèm chụp hình. Ủa mày đi ngủ không, rồi nói nữa hả? Mày tao thích, được không? Alo, Cám hả? Có con ma nữ đâu hả, cho hỏi tôi mấy giờ nè bà. Mấy giờ rồi? 8 giờ phải không? 8 giờ này, ủa? Xin lỗi chị, xin lỗi chị ơi. Khi bạn đi vệ sinh ban đêm mà gặp chị gái ấy. Đi đâu đó tiếp theo cùng. Ai đấy? Một đứa. Và khi mẹ bạn gặp chị gái ấy. Ý à mày. Gì vậy? Đi đâu? Cái gì vậy em ơi? Chị đẹp vậy mà đứa nào cũng sợ. Thì ra mày chọn cái chết. Ôi, tôi chết rồi. Tôi chết rồi. Chết lần nữa, thiếu mày. Dạ em xin lỗi chị, nó mất từ đây về sau em không dám đụng vô tới nhà chị nữa đâu à. Bỏ nghe mày. Tối rồi gặp tàn má gì đâu không. Trời ơi, vô lộn nhà không mà nó quýnh mình muốn mấy cái mỏ vậy. Tức ghê vậy đó. Nỗi khổ khi bạn bị nhiệt miệng. Má chợ về rồi hả, không mua trái cây cho con ăn không? Đó, tao mua nè, mua cho mày 1 mâm nè. Mày ăn cho hết nè. À, ấy là ăn ơi, trời nào ăn ơi, mua cho mày á. Buồn nào hơn đêm nay, buồn nào hơn đêm nay khi ngủ. Ê, cốc nè. Ừ, ngon lắm đây, cốc ngon lắm. Nè, không ăn cốc này thì thôi ăn khóm đây, khóm ngọt lắm. Ngọt thiệt không? Ăn khóm mình đi. Ngọt à? Nó ngọt à?